Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 Phút. Ở cuối tập 144, sau khi La Phong thất bại trong trận đầu tiên ở tại chiến trường Thông Thiên Kiều, anh ấy đã liền được Chân Diễm Vương âm thầm chỉ điểm. Lúc này, sau khi thu được những ký tự mà Luyện Lạc để lại, Bà Tháp đã liền chiếu những hình ảnh đã được sắp xếp lại hoàn chỉnh ở trước mắt La Phong. Ngay lập tức, La Phong liền chìm vào trong đó và bắt đầu cảm ngộ. Thế nhưng, huyền cơ ở trong những ký tự này lại không dễ nhìn thấu chút nào. Cũng chính vì thế, La Phong phải mất rất lâu trong quá trình tu luyện của mình để cảm ngộ bộ kiếm pháp này. Tu luyện đã lâu, La Phong quyết định ra ngoài tìm hiểu về nơi này một chút. Xảo bước đi bên trong thành, La Phong nhớ lại lời Cửu Kiếm Tôn giả từng nói. Trong thành có 3 món bảo vật đầu tiên là những hiển thị về quy luật vận chuyển vũ trụ nguyên thủy, bảo vật thứ hai là 52 tấm bia hỗn độn, bảo vật thứ ba được miêu tả ở tấm bia đá nơi cửa thành. Tới đây, La Phong chợt rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Chân Diễm Vương vẫn luôn quan sát La Phong. Khi thấy La Phong không nghe lời mình mua phiêu huyết bí pháp thì khá tức giận. Thế nhưng, khi biết La Phong đã dùng hết sạch điểm tích lũy thì vô cùng lo lắng. Còn La Phong, khi nhớ đến bảo vật, anh ấy liền đi tới cửa thành tìm hiểu về bảo vật thứ ba mà Cửu Kiếm Tôn giả từng nói. Theo như những gì La Phong tìm hiểu được, bảo vật thứ ba chính là hỗn độn chân linh. Sau khi hấp thu hỗn độn chân linh, linh hồn sẽ phù hợp với không gian vũ trụ. Thế nhưng, muốn lấy được hỗn độn chân linh, người đó trước hết phải lấy được mạng hỗn độn thú. Nguy hiểm là vô cùng lớn. Tới đây, La Phong lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi, anh ấy mới lẩm bẩm nói, điều mình có thể làm bây giờ chính là liên tục tham ngộ. Lời vừa dứt, không gian nơi đây cũng lập tức biến đổi. La Phong lại một lần nữa đến với không gian giả định của chiến trường Thông Thiên Kiều. Rất nhanh, chớp mắt La Phong, đối thủ của anh ấy mang chiến giáp màu bạc đã liền hiện ra. Sau đó, cả hai người liền lao về phía đối phương giao chiến. Trong tay họ, huyện kiếm thước không ngừng phóng ra, lao về phía đối thủ va chạm vô cùng mãnh liệt, những tiếng leng keng không ngừng bạo phát. Cứ như thế, La Phong tung ra toàn lực, tuy nhiên, đối thủ của anh ấy vẫn chẳng có chút nào ưu thế. Hắn ta vận dụng kiếm thức vô cùng ảo diệu, thậm chí ngay cả vận dụng lĩnh vực, người kia cũng hơn La Phong rất nhiều. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, La Phong lại đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Sau đó, anh ấy liền ngưng tụ một đòn toàn lực vào trong huyễn kiếm thức. Đối diện với La Phong, đối thủ cũng làm ra hành động tương tự. Cuối cùng, vào lúc năng lượng trong người cả hai đã đến cực điểm, một thanh kiếm trong người cả hai đã liền phóng ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, mang theo những tia lửa điện chói lóa tỏa ra, làm nơi đây rung động mãnh liệt. Khi ánh sáng chói lóa kia biến mất, cũng chẳng biết được La Phong hay thân ảnh màu bạc kia giành chiến thắng nữa, chỉ thấy La Phong đã rời khỏi Thông Thiên Kiều. Cùng lúc đó, ở tại bên ngoài, không hiểu vì lý do gì, Ô Tạp cùng Nhung Quân và Lũng Vân đang đằng đằng sát khí hướng về đối thủ của mình là Bá Lan. Rất nhanh, một cuộc chiến cùng liền diễn ra. Thế nhưng khi mọi người đồng thời lao lên, điều kinh khủng nhất là trong một đòn đầu tiên đánh ra, Bá Lan chỉ nhẹ vung cây lưỡi hái đã kết thúc trận chiến, Lũng Vân thương nặng nằm dưới mặt đất. Khi La Phong vừa tới, anh ấy chứng kiến Lũng Vân nằm dưới mặt đất thì kinh ngạc và bất ngờ tới cực độ. Không ngờ, Bá Lan lại gia tăng sức mạnh nhanh tới như vậy. Rất nhanh, La Phong liền tiến tới bàn bạc với mọi người về hỗn độn thú. Thế nhưng, theo lời Nhung Quân, muốn lấy mạng hỗn độn thú không dễ. Trong số những thiên tài đi cùng La Phong tới đây, đã có một vài người bị hỗn độn thú lấy mạng. Nghe vậy, La Phong cùng những người bên cạnh giật mình. Thế nhưng, vì hỗn độn chân linh có thể giúp người ta nâng cao cảm ngộ về bản nguyên mà có không ít người vẫn bất chấp đi tới đó. Và tất nhiên, La Phong cũng muốn thử sức một chút. Nói chuyện một hồi, La Phong liền cùng mọi người rời đi khỏi nơi này. Chỉ thoáng vài giây trôi qua, anh ấy đã ở một không gian khác. Nơi này chính là nơi xuất hiện hỗn độn thú. Và không lâu sau khi La Phong tới, phía xa liền xuất hiện một bóng ảnh. Đây là một sinh vật cao ước chừng 3 thước, cùng loại với viên hầu. Chỉ tích tắc sau, con viên hầu kia đã chạy nhanh về phía La Phong. Con mắt trong nháy mắt bung ra những xuất tia sát ý phẫn nộ. La Phong chân đạp ấm vân toa, vừa bay ngược vừa dùng tâm ý khống chế. Đồng thời, sau lưng từng mũi kiếm sắc nhọn bay thẳng về phía hỗn độn thú. Con hỗn độn thú có bộ dáng viên hầu này lập tức vung đuôi lên, quỷ dị sinh ra những ảo ảnh liên tiếp, cuối cùng tránh được mấy thanh kim kiếm. Thế nhưng, tốc độ chạy của nó làm sao mà so được với tốc độ công kích của Diễm Thần Binh, cho đến cuối cùng nó vẫn bị La Phong hạ gục. Ngay lập tức, anh ấy liền tiến tới, sau đó lấy từ trong người con hỗn độn thú ra một tiên tinh thạch màu xanh trông vô cùng quỷ dị, đó chính là hỗn độn chân linh. Thấy vậy, La Phong cũng vội thu hỗn độn chân linh vào nguyên thạch trong cơ thể mình. Ngay khi thứ này đi vào cơ thể, La Phong chợt cảm thấy kinh hãi, ánh mắt sáng lên. Đến đây thì hết tập 145 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.